Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VSY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những anh chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ tư, một ngày 29 tháng 5. Thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để em cùng đồng hành và phân tích với những anh chị nhà đầu tư mình về những vận động chung của thị trường ở trong một phiên vận động ngày hôm nay, cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang diễn biến như thế nào. Để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em là những buổi video sau tốt hơn và chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì đầu tiên anh chị mình cũng thấy bản chất hôm nay là một cái phiên có thể nói là mang tính chất tương đối rung lắc của thị trường chung, khi mà thị trường kết phiên đóng cửa ở một cái vùng giá là 1.272 điểm, tương ứng giảm đâu đó khoảng tầm 9 điểm của thị trường với một cái trạng thái thanh khoản rơi vào tầm 25.000 tỷ trong một cái phiên vận động như ngày hôm nay. Thì liệu có phải là cái phiên phân phối hay không? Cứ thể khi mà thị trường giảm thì trên những cái diễn đàn, trên những cái hội đội nhóm liên tục xuất hiện những cái thông tin về nào là thị trường phân phối, nào là thị trường đạt đỉnh, thì em và anh chị mình sẽ cùng nhau đi bóc tách kỹ cái quan điểm cá nhân của em trong một cái phiên vận động như ngày hôm nay. Mọi người lưu ý ha. Đấy. Và cái điều đầu tiên thì anh chị mình thấy liên tục trong những ngày gần đây với những cái trạng thái áp lực bán liên tục của tổ chức nước ngoài, ví dụ hôm nay bán đâu đó khoảng tầm hơn 1.600 tỷ, ngày hôm qua bán đâu đó khoảng tầm hơn 1.100 tỷ liên tục vào trong những cái chuỗi bán ròng của tổ chức, thì đây em đánh giá cũng là cái vận động mà không phải bất ngờ. Tại vì khi mà cái tỷ giá nó neo cao thì buộc ví dụ như là những cái dòng vốn nước ngoài họ phải thu tiền trở lại để chuyển về cái nước sở tại, đó là điều tất yếu anh chị, tránh cái sự chênh lệch về tỷ giá. Và thực chất nếu như mà anh chị mình đầu tư ở thị trường trong 4 năm nay thì mọi người sẽ thấy là gì, lúc nào thị trường tăng thì nó cũng liên tục có những cái áp lực bán của tổ chức nước ngoài. Ví dụ như anh chị mình thấy trong giai đoạn năm 2020 này, cho tới giai đoạn năm 2022 này, thì nước ngoài nó bán ròng xuyên suốt trong ròng rã trong 2 năm này, nhưng bản chất xu hướng thị trường vẫn đi lên đấy. Cho nên cái việc mà nước ngoài bán ròng hay là mua ròng thì đối với góc nhìn và hệ thống phương pháp của cá nhân em, nó không phải là cái yếu tố quan trọng nhất để mà nó cấu thành đưa ra quyết định là mình mua bán cổ phiếu hay không. Và quan điểm của mình nó không có quan trọng về cái việc mà nước ngoài có mua hay là có bán, chí ít nó chỉ là những cái yếu tố về áp lực cũng như là một vài cái thông số để cho nhà đầu tư mình xem thêm và mình có thêm những cái dữ liệu đó. Đấy, mọi người lưu ý á. Cho nên cái quan điểm của em về vận động thị trường, ví dụ hôm nay thị trường có cây chỉnh 9 điểm thì quan điểm của mình nó vẫn không thay đổi. Mình không phải là một người mà nó có một cái xu hướng đánh giá thị trường theo cái yếu tố là hai mang. Không phải lúc thị trường giảm là mình nói thị trường sập, thị trường gãy, lúc thị trường tăng như là ngày hôm qua và 2 ngày trước chả nghe ai nói gì, và em vẫn nói chị mình là gì, thị trường này là một thị trường đi lên. Ấy, 6 tháng cuối năm 2024 là một thị trường của cơ hội, thì khi mình xác định thị trường này là thị trường đi lên và thị trường của cơ hội thì phần còn lại là anh chị mình nghiên cứu tùy vào cái hệ thống phương pháp của anh chị mình để mình chọn lọc các dòng cổ phiếu, các mã cổ phiếu mình mua cho nó hợp lý. Đấy. Còn nếu như quan điểm của nhiều anh chị nhà đầu tư mình thị trường này là thị trường phân phối, thị trường này là thị trường sập, thì vì thế mình cầm tiền đi, mình vào mình sọt phái sinh đi. Đấy. Chứ nhiều anh chị mình quan điểm nào là thị trường sập, thị trường gãy mà cứ lao vào mua, lại khó ăn lại vét ra bán. Rồi thị trường nó kéo lên 2 phiên vừa rồi nè, lại lao vào mua. Rồi hôm nay thị trường chỉnh thấy khó ăn lại vét ra bán. Đấy, như thế anh chị mình thấy không? Đánh rất là loạn chưởng. Và em nói chị mình giai đoạn này là một giai đoạn của tâm lý, tổ chức họ đánh cực kỳ tâm lý luôn á. Cho nên xác định là thị trường đi lên thì cầm cổ phiếu, còn xác định thị trường gãy, thị trường phân phối thì cầm tiền và đi sọt phái sinh. Thì anh chị mình lưu ý á, đó là quan điểm cá nhân của em chứ không phải là mình đi hai lời, mình đi hai mang trong cái vận động thị trường này. Đấy. Cho nên góc nhìn của em ví dụ bản chất thị trường nó đi lên nó gặp cái vùng kháng cự nè, thì trong ngắn hạn cái quá trình mà thị trường nó tạo những cái biên độ, những cái vùng hấp thụ là việc rất bình thường. Xưa giờ anh chị mình thấy không, nguyên tắc khi mà thị trường đi lên lúc nào nó cũng tạo cái biên độ hấp thụ, thì cái mục đích trong vùng hấp thụ này á, là để tổ chức họ gom lại hàng. Ví dụ anh chị mình thấy những cái điểm rung lắc này, nó sẽ tạo những cái nỗ lực bán cho nhà đầu tư này. Những điểm rung lắc như ngày hôm nay nó sẽ tạo những cái yếu tố chị mình dễ đi bán ra cổ phiếu. Và với góc nhìn của em trong một cái phiên vận động như ngày hôm nay đi, thì khi mà thị trường nó hồi lên trở lại, nó test lại cái cây áp lực bán lớn của ngày 16, một cái cây volume đâu đó khoảng tầm 1,2 tỷ đô, nó sẽ là 1,2 tỷ 1,2 tỷ cổ phiếu, thì cái việc mà nó rung lắc giảm trở lại 9 điểm như ngày hôm nay là vận động hết sức bình thường. Tại vì đây là cái diễn biến là xuất hiện liên tục trên thị trường chứng khoán, cho nên chúng ta không phải quá bất ngờ anh chị. Ví dụ anh chị mình thấy nè, cái điểm ngày hôm nay đối với góc nhìn của em nha, đó là cái phiên tích cực chứ không phải là cái phiên xấu anh chị. Ví dụ 2 phiên xanh điểm tăng vừa rồi chả nghe ai nói về thị trường phân phối, cứ hễ thị trường đỏ là nó phân phối, nó lạ đời là như thế đó.
Thì cứ như thế anh chị mình nhìn lại đi, thị trường đi lên 100 điểm, anh chị mình kiếm được bao nhiêu tiền? Hay cứ nhảy lao vào mua là thị trường nó rủ cho lại vác ra bán, nói chứ nó bật lên lại lao vào mua rồi chỉnh lại vác ra bán, cứ mua mua bán như thế. Em nói chị mình cực kỳ loạn chưởng, mà nhìn lại tài khoản thì nó không tăng, đầu tư thì nó không hiệu quả. Cho nên quan điểm mà tàng bên em là mình đã đánh từ vùng chân dưới đi lên, từ những cái vùng khi mà trường tạo đáy lên đến bây giờ em vẫn còn cầm nắm cổ phiếu bình thường. Những con nào cần cơ cấu mình sẽ tập trung cơ cấu quyết liệt qua những cổ phiếu mạnh hơn, chứ mình không phải là đi bán hết tất cả các cổ phiếu để mình đi cầm tiền. Ví dụ anh chị nói mặc dù hôm nay thị trường chỉnh 9 điểm đi, nhưng mà chúng ta phải xét ở hai yếu tố, một là góc độ về giá, hai là góc độ về khối lượng. Thì thứ nhất xét về góc độ về giá thì cái điểm chỉnh trụ lại sau cái áp lực bán lớn ngày 16 điểm ngày nay điểm tốt, tại vì sao? Một cái biên độ giảm của thị trường chỉ có 9 điểm thôi, cùng với đó là ngày 16 cùng cái vùng giá thì cái biên độ giảm của thị trường ở đây nó sâu hơn, có những thời điểm thị trường giảm tầm 25 điểm và nó có những yếu tố trượt biên, nhiều cổ phiếu giảm 4-5%, nhưng mà ngày hôm nay thị trường chỉnh có 9 điểm, nhiều cổ phiếu nó chỉnh vài 1-2%, nó vận động rất là bình thường. Cái yếu tố thứ hai là mình thấy về cái yếu tố gì anh chị, yếu tố về khối lượng. Khối lượng ngày hôm nay là nó thấp hơn so với cái khối lượng ngày 16, cho thấy cái áp lực bán, cái lượng cung nó đã ít đi, thì đó là cái điểm tốt anh chị. Tại vì sao? Đây là vùng hấp thụ của tổ chức đấy, đấy vùng mà tôi còn hấp thụ hết những cái áp lực bán. Là thứ nhất áp lực bán từ vùng biên trên này, gặp lại vùng kháng cự nè. Thứ hai là áp lực bán của những nhà tư vào muộn vào sâu nè, mua không có ăn nè, rung rắc là bán bỏ chạy nè, rung cây là bỏ chạy, rung rắc là bị bán nè, lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy, cho nên quan trọng nhất trong thời điểm này khi mà thị trường nó hấp thụ và nó sideways nè, cái vùng biên trên nè, thì nó sẽ tạo sự phân hóa cực kỳ mạnh anh chị mình thấy không? Con nào mạnh thì nó vẫn mạnh, còn con nào yếu á thì nó vẫn yếu, những con yếu nó không đi lên được, còn những con nào mạnh đang đi lên thì cứ một mặt một cái đà đó mà cứ đi lên. Anh chị mình nhìn trường giảm 9 điểm, những con kênh trên xuống lên như Liên Việt nó vẫn tăng, như con Liên Việt ở đây anh chị mình thấy không, nó vẫn cắm đầu đi lên, mặc dù trong cái tư duy và suy nghĩ của nhà tư vẫn thấy con này nó cao thì sợ nó rủi ro. Đó là sai lầm lớn nhất của anh chị mình, mà những cổ phiếu không tăng, những cổ phiếu nằm ở dưới, những cổ phiếu kênh giữa mới chính là những cổ phiếu rủi ro. Khi mà nó không tăng thì em nói chị mình thì trường chỉnh đa phần nó đều giảm hết đấy, cho nên em nói chị mình phải quyết liệt trong việc mình cơ cấu danh mục liên tục trong những cái phiên vừa rồi là như thế, cũng như là em cản rất nhiều anh chị nhà tư mình đưa ra tín hiệu cảnh báo cho anh chị mình đừng có vào mua những con kênh giữa. Ví dụ anh chị mình thấy e tai không, thị trường giảm nó giảm, thị trường hồi nó hồi yếu, hôm nay chương trình nó phải tiếp tục chỉnh. Thì đây là những cổ phiếu mà thuộc diện, nếu như mà em gọi nha, là những cổ phiếu mà không phải là ưu tiên trong giai đoạn này để cho chị mình mua, tại vì mình mua nó không có ăn. Thì những cổ phiếu đang trong cái biên sideways tích lũy kênh dưới nè, thì anh chị mình cứ để tích lũy, khi nào tích lũy xong chén chơi vào trên mình đánh sâu, việc gì mà vào đây ôm cho nó mệt anh chị. Đó, cho anh chị mình cảm giác thị trường nó rủi ro là do ví dụ đôi khi danh mục anh chị mình cầm những cổ phiếu mà nằm ở kênh dưới, ví dụ cầm dòng chứng khoán nè, cầm VND chia nó chi quỳ chi cổ tức mà nó có tăng đâu, cầm những cổ phiếu ví dụ chị thấy như VCI rồi nè, cầm những cổ phiếu ví dụ như chị mình thấy những cổ phiếu SS rồi nè, thì trường lên nó lên, trường giảm nó giảm đầu tiên đó. Hoặc là những cổ phiếu em nói chị mình về những cổ phiếu mà chưa có sóng á, mà nằm ở kênh giữa, những cổ phiếu ví dụ Nam Kim anh chị mình thấy không, thì trường họ nó hồi yếu thì trường giảm nó trực tiếp. Những cổ phiếu ví dụ như Hoa Sen rồi nè ấy, rất nhiều những cổ phiếu hoặc là dòng bất động sản rồi anh chị, rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó cũng đỏ rồi trong những cái phiên vận động như ngày hôm nay mọi người ha. Đấy, cho nên lưu ý cái quan trọng nhất trong thời điểm này là danh mục anh chị mình cầm con nào, điểm mua của anh chị mình là bao nhiêu. Ví dụ anh chị nào trong ngành có hàng bên em đi, mọi người thấy không, mặc dù hôm qua trong room tới cộng em vẫn cho anh chị mình mua nè, không phải là không mua đâu anh chị. Ví dụ anh chị nào trong ngành có hàng đi, mọi người cũng biết buổi sáng ngày hôm qua là bắt đầu em lên chiến lược cho anh chị mình cơ cấu. Ví dụ con VNS bị fail đánh không thành công, lắp lại cái giảm là mình cơ cấu. Mọi người lưu ý nha, mọi người cơ cấu VNS nè, để canh qua con nào, canh qua con nào mà sau những cái điểm rung lắc của thị trường em đã chia sẻ cho anh chị mình vừa một cái quả bóng tennis đó. Cứ con nào thị trường chỉnh sau đó thị trường họ nó bật đầu tiên được bật mạnh như một quả bóng tennis, thì đó là những cổ phiếu anh chị mình cần cơ cấu qua. Cho nên đầu tư mà anh chị mình bị cố chấp hoặc là mình bị lì với một cổ phiếu là em nói anh chị mình mất đi rất nhiều cái chi phí cơ hội, và đó cũng chính là rủi ro cho tài khoản của mình. Cho nên phải biết cách cơ cấu liên tục anh chị, cái việc mua đúng mua sai là bình thường, nhưng khi mua sai phải cơ cấu cho đến khi nào mua đúng thì nắm giữ. Mọi người lưu ý đó, phương pháp hệ thống khách hàng bên em đầu tư là như thế, mình quan điểm thị trường này đi lên có tích lũy cũng chỉ đi lên, thị trường chỉnh rũ bỏ cũng chỉ đi lên, mục đích của tổ chức là đi lên, thì phần còn lại là chị mình chọn cổ phiếu nắm cho nó hợp lý đó. Ví dụ anh chị mình nhìn con EIB này, thị trường chỉnh nó rũ một cây, hôm sau thị trường hồi nó bật đầu tiên nó bật lực rất mạnh, thì đây những cổ phiếu mọi người phải ưu tiên và mình đánh trong cái nhịp này. Hay một cái nguyên lý em nói chị mình, thị trường rũi thị trường điều chỉnh đó, thì sẽ xuất hiện những cổ phiếu đi lên, thì đây là những cái siêu cổ phiếu này anh chị. Anh chị mình thấy hôm nay đi, mọi người có cầm EIB đi, mình còn chả quan tâm về cái việc điểm số thị trường chung nó như thế nào. Cho nên đoạn này là thị trường phân hóa, thị trường hồi chưa chắc cổ phiếu ra hồi, nhưng mà thị trường giảm những cổ phiếu nó sẽ giảm đấy.
giờ mình phải xem là cái danh mục của mình cần cơ cấu cổ phiếu nào để mua của anh chị mình là bao nhiêu, chứ phải đâu này anh chị mình đánh lan man. Ví dụ em chia sẻ rất rõ quan điểm mày có thằng bên em, mình đánh chiến lược dài là đánh theo sóng dòng, mà nguyên tắc đã đánh dài là bỏ qua biến động ngắn hạn mà hãy nhìn tới kết quả sau này trong tương lai, chứ là khi mà nó bước vào cái nhịp chính sóng á thì đó mới chính là giai đoạn kiếm tiền và mang lại cái lợi nhuận lớn nhất cho anh chị mình. Mặc dù bây giờ đi, ví dụ anh chị mình ấy, em có chia sẻ cho chị mình và cái tài khoản của khách hàng em ở đây đúng không, mọi người vẫn thấy ở đây đúng không, em có bán đâu, BVD lỗ 400 vẫn ở đây em không có bán, BLX BVT lãi em vẫn cầm ở đây chứ mình có chốt lãi đâu. Quan trọng nhất là phải có tầm nhìn về cổ phiếu, khi mà đánh dài một cổ phiếu vào trên một cái dòng vào sóng là phần còn lại là phải quyết liệt cầm nắm. Ví dụ BLX sáng nay có những thời điểm lãi hơn 10%, lúc mà nó lời về quanh cái vùng biên mà quanh cái vùng bao nhiêu ta, lúc mà nó về quanh vùng biên 43 em lãi hơn 10%, nhưng mà mình đâu có bán. Quan trọng nhất là cái tầm nhìn là mình kỳ vọng những con này mình phải kiếm được đó khoảng tầm 40 50%. Còn ví dụ như nếu mà đánh ăn 5 7% mà trên thị trường chứng khoán em nói chị mình nó rất mỏng, mặc dù mình sai một lần thôi hoặc là mình dính một pha downtrend thôi là anh chị mình mất hết. Cho nên vì sao anh chị mình thấy cả một chu kỳ mọi người đầu tư không hiệu quả là như vậy đấy, nghĩa là phải phân bổ chiến lược dòng nào đánh dài, dòng nào đánh ngắn, cổ phiếu nào đánh ngắn. Ví dụ đặc biệt anh chị đánh dài phải chọn được vào sóng dòng, còn anh chị đánh ngắn á là phải đánh được vào những con kênh trên xu hướng lên. Đánh ngắn mà chị mình vào ôm những con như e ai biết bao giờ nó mới đi lên, những cổ phiếu ví dụ như VND biết bao giờ nó mới lên anh chị. Hoặc em nhìn về cái xung lực Nam Kim Hoa Sen là xung lực này xung lực bị yếu, nó khử những con đầu cơ như thế này tăng cực nhanh. Và đặc biệt anh chị mình thấy không, những con thương mại về thép á là em nói chị mình là gì, nó đâu có được hưởng lợi về câu chuyện về vĩ mô đâu anh chị. Bây giờ anh chị mình lên mình xem giá thép thế giới này steel ra chẹt này, nó đâu có sự đột biến đâu anh chị. Thì những cái doanh nghiệp làm về thương mại nó sẽ không có được sự đột biến về biên độ lợi nhuận. Giá thép thế giới đang nằm ở vùng giá thấp thì những cái lượng hàng tồn kho bây giờ nó bán ra ngoài có sự chênh lệch nhiều. Khi nào mà anh chị mình thấy giá thép nó lên tầm 4 5 ngàn nè thì lúc đó anh chị mình qua mua sang Nam Kim, lưu ý kỹ nha. Còn VGS nữa, nó đi lên đó, là do là gì anh chị mình biết không, nó có sự đột biến trong câu chuyện doanh nghiệp rồi nó bán bất động sản đấy. Còn Hòa Phát thì nó có câu chuyện tăng vốn, mà đây là một cái doanh nghiệp mà nó mang cái chuỗi cung ứng hoàn thiện. Còn những Nam Kim Hoa Sen nó mang tính thương mại, cho nên mọi người phải hiểu ngoài đánh cung cầu cổ phiếu là quan trọng để quyết định mua thì phải hiểu một chút về câu chuyện của ngành, câu chuyện của nghề, từ đó chị mình đầu tư nó mới tối ưu. Ví dụ dòng chứng khoán này tại sao ST không lên mà những cổ phiếu như MBS nó lên, thì em gọi là những cái dòng này không có sóng mà nó sẽ mang sự phân hóa, những cổ phiếu nó có câu chuyện hay, dòng tiền riêng thì nó sẽ đi lên. Ví dụ như MBS tăng vốn thì câu chuyện nó đi lên, lưu ý kỹ nha. Chứ chị mình nhìn ST nó có lên đâu, khác biệt hoàn toàn đúng không. Cho nhiều anh chị mình thấy MBS tăng qua mua ST là đi bộ đó, lưu ý. Cho nên đó là quan điểm của em về cái vận động thị trường này, là một thị trường không phải dễ để cho anh chị mình đánh. Cho nên đôi khi mình phải nhìn lại cái hệ thống bên mình giai đoạn vừa rồi mọi người đầu tư hiệu quả không? Nếu mà chưa đầu tư hiệu quả thì bắt buộc mọi người phải rút ra kinh nghiệm và thay đổi hệ thống để mình đầu tư cho tốt hơn. Còn anh chị nào trong hệ thống thằng bên em thì liên tục đánh ngắn là phải cơ cấu danh mục những con chưa hiệu quả, tập trung vào những con hiệu quả. Ví dụ như cơ cấu QNSYEIB là thứ nhất, QNS cắt lỗ ra qua con EIB lãi lại, là coi như chị mình đã cân đối được rồi. Ví dụ như EIB qua cho anh chị mua giá cực tốt đấy, như như vùng 18.6 18.7 là cho anh chị mình canh mua, là cho anh chị mình cứ kê đi. 18.7 18.6 là kê vùng đó là khớp. Cá nhân em mình cũng có kê lệnh anh chị, ví dụ em nói chị mình vào lúc khoảng buổi chiều nè, em cũng có kê lệnh của cổ phiếu của EIB đó cũng khớp nè. Sáng em cũng kê EIB 18.6 khớp luôn cả nhà nhé. Em cá nhân em đây tài khoản của mình mua 50 ngàn đấy thì nó cũng khớp luôn đó. Cho nên chị mình thấy không, quan trọng nhất là chiến lược của anh chị mình là gì, mình có nhìn nhận được hành vi dòng tiền của cổ phiếu hay không. Ngoài ra có SJC mua đúng nhịp là đóng cửa tới giá trần, hôm qua thì em mua EIB, buổi chiều em mua SJC, thì hai cổ phiếu này anh chị mình thấy thứ nhất ngày hôm qua SJC trần, ngày hôm nay con EIB bước đi lên mặc dù thị trường chỉnh, nhưng mà nó quan trọng không chị? Không quan trọng. Nếu anh chị mình càng nhìn điểm số chung càng bị loại trong cái giai đoạn mà thị trường phân hóa, lưu ý ha, chứ không phải là thị trường phân phối gì đâu. Do chị mình cầm những con ở dưới nó không lên thì mình cảm giác nó áp lực thôi ấy. Hoặc là một vài cổ phiếu ví dụ như SJC này, qua khi mà em mua này quanh vùng 43.7 thì hôm nay bản chất anh chị mình nhìn đóng cửa này, đóng cửa bằng 44.6 vẫn lại đó khoảng tầm một giá trong cái giai đoạn mà cổ phiếu nó đi lên. Cứ sau điểm rung lắc là xuất hiện những cái cổ phiếu có dòng tiền vào điểm mua. Cho nên cái phiên điều chỉnh của thị trường ngày hôm nay á thì góc nhìn của em nó là cơ hội chứ không phải là rủi ro. Cơ hội là gì, khi thị trường rung lắc mình mới biết con nào mạnh con nào yếu, những con mạnh giữ giá ít điều chỉnh và sau đó xác nhận dòng tiền đi lên thì đó là những cổ phiếu anh chị mình đánh tiếp trong những cái danh mục T cộng. Đánh T cộng là phải nhạy trong cái việc nhìn nhận về dòng tiền anh chị nha, lưu ý ha. Đấy, thậm chí buổi sáng nay nè, buổi sáng nay cũng vậy, buổi sáng nay ví dụ trong hệ thống đi em cho anh chị mình mua con BVB và em cơ cấu SHB qua đánh BVB. Tại vì sao, đơn giản anh chị, BVB nó có dòng tiền anh chị mình thấy không. Thứ nhất là những cổ phiếu này là những cổ phiếu kênh trên, từ vùng tích lũy bứt lên nó vào cái vùng biên kênh trên tích lũy lại lần số 2 nè, test một đáy test hai đáy nè. Đây là nguyên lý test một đáy nè, test hai đáy nè, kỳ thanh khoản quan trọng nhất, test là kỳ thanh khoản nè, mồi dòng tiền vào nè,
những trạng thái dòng tiền vào là điểm mua. Đánh đơn giản như thế anh chị, những cổ phiếu liên Việt nè anh chị mình thấy không đấy, test thanh test cung nè, cây đổ bỏ hàng về đánh tiếp nè. Thì những con này mới là những cổ phiếu anh chị mình ưu tiên mình mua nè. Thì dừng chỉnh canh mua những con này là hợp lý, những con như liên Việt nó bằng nước rút rồi. Trên thị trường này, thị trường phân hóa, con nào mạnh nó cứ mạnh, con nào tăng nó cứ tăng, và con nào giảm á là nó cứ giảm, con nào đi ngang á là cứ đi ngang. Ví dụ em nói chị mình dòng bất động sản nè, là nó cứ đi ngang, nó cứ nằm ôm tích lũy trong vùng biên này thôi. Những cổ phiếu đất DG cũng vậy nè, nó cứ nằm im, nó ôm trong cái vùng biên sideways quay dưới nè. Những con này ví dụ nó muốn đi lên tổ chức còn phải hấp thụ cực kỳ lâu, lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy, thì đó là quan điểm góc nhìn của cá nhân em về cái vận động thị trường trong cái giai đoạn này. Không phải là thị trường phân phối, cũng chả phải là thị trường tạo đỉnh, mà đó là thị trường gì, thị trường sideways hấp thụ trong cái vùng biên trên. Và em nói chị mình sau khi để hấp thụ này nè, nhịp sau là giai đoạn chính sóng của thị trường đi lên nè anh chị. Cho nên mục tiêu của chúng ta là giai đoạn này, chứ không phải là giai đoạn này. Giai đoạn này là cái giai đoạn tiền đề cho thị trường để bước vào nhịp chính sóng ở phía sau. Lưu ý, thì đó cũng là cái cơ hội lớn. Tại vì sao mà em đào tạo cho anh chị mình với dòng dầu khí? Tại vì khi mà thị trường đi lên nhịp này nè, nhịp sau nè, thì đó là cái thời điểm mà dòng dầu khí sẽ đi lên để nó dẫn dắt cho cái thị trường chung. Thì nó nằm vào cái tiêu chí số 5 đấy. Anh chị mình học cái buổi nội bộ nó, chị mình thị trường vẫn thiếu một tiêu chí đúng không? Thì đó tiêu chí số 5 là kéo VN Index vào trên tăng mới, thì nó nằm ở nhịp tới đấy. Cho nên chủ nhật này chúng ta đã có hẹn với nhau vào cái giai đoạn cuối tháng 5 vào một cái buổi sẽ đào tạo cho anh chị mình trong hệ thống khách hàng. Cho nên anh chị nào bên ngoài muốn tham gia vào hệ thống khách hàng thì anh chị mình cứ liên hệ với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo là 0945 866 915 để chị mình học qua cái buổi đào tạo coaching này với em, đặc biệt là đồng quan điểm đầu tư trong giai đoạn này. Thì chị mình về cùng em chiến đấu đấy. Trên giai đoạn này mọi người ví dụ đầu tư chưa hiệu quả thì phải đặc biệt càng xem xét là hệ thống. Mà em nói chị mình càng mua bán trong giai đoạn này là càng loạn chưởng. Thứ nhất lỗ là một chuyện, cái thứ hai là còn bị mắc khế phí, nó bào cái tài khoản anh chị mình sẽ rất là áp lực và mệt mỏi. Sau này thị trường vào xấu không còn vốn để đánh luôn, lưu ý kỹ mọi người ha. Đấy, cho nên khi mà em mua bán như thế nào thì trong hệ thống em nó rõ ràng đó, điểm mua điểm bán nó rõ ràng như thế. Thậm chí em còn ACB nè, ACB ngày mai chia anh chị nha. Đấy, ACB chia cổ tức vào ngày mai, thì ngày mai là deadline cuối cùng trước khi cổ phiếu nó chia cổ tức á. Cho nên anh chị nào mà có nắm cổ phiếu ACB ngày mai, là ví dụ như em thì không ăn cổ tức, thì ngày mai em sẽ canh bán ấy với cổ phiếu ACB. Nó chia xong mình sẽ mua lại ngày hôm sau. Đấy, đó là cái điểm mà em nói chị mình từ lúc đầu với những cổ phiếu như ACB. Đấy, còn một vài cái vận động ví dụ thị trường về vấn đề yếu tố, ví dụ như thị trường ở đây thì mình ngồi cũng thấy đúng không, chưa có thị trường nào sắp rơi mà đạt đỉnh, mà mấy những cổ phiếu ví dụ như bâu rồi nó bứt, nó bùng nổ lên, dòng tiền vào âm mầm mầm mầm. Anh chị mình thấy dòng dầu khí BLX cũng không có giảm đâu, ví dụ như ở đây nè ấy, sáng đâu bán BLX tao chịu, nó hạ nhiệt lại bình thường. Ví dụ đây là tài khoản cá nhân của em nè đó, số tài khoản của mình nè, thì ở đây mọi người thấy không, hôm qua mua EIB nay lại ăn được nằm chưa đó. Hôm em cùng con BBB này em mua đánh dài, khi nào hết chu kỳ sống mình bán. Hôm trước có thời điểm lãi 15%, nay tụt lại còn 11%, khi nó cũng như nhau. Cho nên quan trọng nhất vị như thế anh chị mình mua như thế nào, chiến lược anh chị mình ra sao. Riêng với dòng dầu khí em đã cho anh chị mình những cái điểm mình lock hết ở những cái vùng ổ tại những cái điểm nền dưới. Còn lại dù thị trường mà có chỉnh, dầu khí có chỉnh mà đủ biên, em sẽ cho anh chị mua thêm điểm số 2 đấy, và sau đó xác nhận vào chính sóng điểm mua số 3. Đó là kịch bản kế hoạch của em. TNG ở đây cũng vậy nè, đấy vẫn đang còn cầm lại bình thường anh chị mình thấy không, quá trên thị trường có rung có lắc, tài khoản em đây vẫn có lại đó. Giai đoạn này đánh trong thời gian đó khoảng tầm vài tuần, lưu ý đó. Trên đoạn này nó thực ra anh chị mình đánh mà có lại là happy, tại vì em đã xem một vài tài khoản của anh chị bên ngoài mà có gửi em ngày hôm qua, em có chia sẻ anh chị mình trên buổi livestream. Thực ra đoạn này rất nhiều nhà tôi mình đánh bị loại và nó không có lãi luôn, thậm chí bị âm vốn là bình thường đó chị ấy. Cho nên có lãi kiếm 70% được, phải là niềm vui đó. Một vài vận động tiếp theo em đánh giá với chị mình về dòng dầu khí đi ha, sống dòng dầu khí đi. BSR lên nhiều hạ nhiệt cây có bán lo không chị, không phải đáng lo. Riêng con BSR nó đơn giản với chị một câu thôi, chỉnh mua đấy. Một vài cổ phiếu gáp bước lên vượt đỉnh bắt đầu vào chen anh chị mình thấy không, cây sách ao bình thường, cái nhịp đầu tiên vượt đỉnh hay có cây sách ao lại, nhưng mà thường sau cây sách ao rủ ngắn là nó sẽ xác nhận tiếp tục đi lên nha. Với những cổ phiếu như gáp nha đấy, theo sóng dòng thì lần lượt đều vượt đỉnh đi lên chị mình thấy không. Cho nên đối với em á, ví dụ như con BVD đó nhiều anh chị mình hay lo, nhưng mà với em ví dụ khi sóng dòng đánh là phải vào cực lớn nè đấy. Nhiều quan trọng nhất chiến lược anh chị mình là gì, nếu đánh ngắn là em sẽ không bao giờ mua BVD, đánh ngắn là không bao giờ mua. Tại vì sao, nó đang nằm ở kênh giữa là dưới đỉnh và trên đáy nè, thì đánh ngắn không bao giờ mua con này. Nhưng mà vì đánh sóng dòng thì mình vẫn cho nó cái yếu tố để mà đi lên, tại vì đó là yếu tố mà lôi kéo nhau đi lên cho một cái tín hiệu của dòng. Ví dụ như cây giảm 400 nè, 300 hồi lên test lại, nó chính là 100 cái lượng cấp, test là cái lượng áp lực là tốt anh chị. Đấy, những cổ phiếu như BVF rồi cũng vậy nè, những cái này vào trên rồi nha, những này là vào sóng nè, như kênh trên nè, tích lũy lại nè. Anh chị mình còn hay nhớ nghe là cái vấn đề cái vùng mà em nói chị mình về vùng tái tích lũy với những cổ phiếu trong sóng dòng nhịp một, tất cả sẽ vượt đỉnh, sau đó cái cổ phiếu tích lũy lại và đi chung với nhau vào nhịp chính sóng. Thì những cổ phiếu như BVF thì đây vùng tái tích lũy chứ có giảm đâu anh chị, nó có rơi đâu, khối lượng nó thấp như thế này mà, ví dụ như test lại nè, có lượng ấp nè. Những cổ phiếu dùng BBT đúng không, BBT nó neo vùng này đi, em cũng chả mong cái này nó lên ngay đâu,
nó phải rũ lại cũng được, nó neo tiếp tục trong cái biên tái tích lũy đi để chờ nhịp chính sóng đi lên anh chị. Đấy, lưu ý ha mọi người ha, nó trên đây là cái quá trình tái tích lũy cổ phiếu như là BVT hoặc là như là cái dòng chứng khoán em nói chị mình, dòng dầu khí nó tương tự với con sóng chứng khoán của năm 2023 mà em đã từng đóng ấy. Khi vận động này nó tái tích lũy là đúng với yếu tố về cung cầu đấy, cho nên mọi người ví dụ đầu tư mà quan trọng là phải có tầm nhìn về cổ phiếu, dù xác định chiến lược dài, ai mà xác định chiến lược dài nó sóng dòng cứ năm ba bữa rung rung rắc rắc chạy ra chạy vào thì cũng chả có ai lưu ý, nên xác định đánh thì đánh chặn lớn thì phải cược đó. Một cái cổ phiếu dù e tài nè, sau khi cổ phiếu vượt đỉnh nè, rủ test đi test lại bình thường, trên những cổ phiếu dù em nói chỉ có chỉnh như thế này em canh mua chứ không phải là mình ghi canh bán anh chị nha đó. Sau trình test cung test cầu là đi lên tiếp tục vào nhịp vang, quan trọng nhất cái nhịp này mới là nhịp anh chị mình ăn nè đấy, dạng chính sống mà nằm ở đây nè anh chị đấy. Có những cổ phiếu dòng dầu khí PVC rồi cũng vậy, hồi lên test lại bình thường anh chị, ví dụ cái ngày nay test lại khối lượng khắp nè, đa phần hôm nay thấy đều test khối lượng khắp là tốt đó. Những cổ phiếu bầu vẫn giữ giá xanh đúng không, còn bầu nó có giảm đâu, cây bùng nổ tây cộng về vẫn giữ giá và đi lên tiếp nè, quá mạnh. Hoặc là EIB anh chị mình thấy không, EIB mua nè, cây dòng tiền về nè, đỡ cung nè, xung lực mạnh nè, về tiếp tục cho ăn nè, thì tức có nghĩa đồng nghĩa đây là cây tổ chức họ đỡ giá đó chị, tổ chức họ đổ tiền vào đất, chứ nếu nếu mà tổ chức không đổ tiền vào cái này thì không có lý do gì họ về họ đỡ đất tiếp, lưu ý á. Trên xung lực EIB là xung lực mạnh thì nhịp này ví dụ như EIB vào trên thì trước mắt cứ về 22, về 22 về vùng đỉnh cũ anh chị ha, với những cổ phiếu như EIB con này khỏe đấy, không phải đùa đâu chị, câu chuyện nó có. Về ví dụ như thứ nhất là về cái quá trình về đấu thầu giá vàng tương tự theo giá vàng của thế giới đấy, thì EIB nó sẽ là cái ngân hàng đấu thầu. Thứ hai là anh chị mình sẽ thấy là gì, EIB nó có câu chuyện về bán vốn, ví dụ như sẽ có một vài cái MA với ghép ghép để mà vào cái hội đồng quản trị anh chị nha, với cổ phiếu của ghép tập đoàn ghép đấy. Nhưng mà bản chất thì mình phải nhìn cung cầu nó mới ra việc được, nhưng con này tích lũy quá lâu quá lớn rồi, khi mà nó chạy thì nó cũng như là ma đuổi con EIB này, khi mà chạy cũng kinh anh chị mình thấy không. Ví dụ em nói chị mình đánh đúng một cái nhịp chạy của EIB trong ngắn hạn chị mình kiếm 30% bình thường, lấy nhịp chạy cổ phiếu nè, ngắn hạn kiếm 30% bình thường đấy. Con EIB là tiền sử nó cũng là một cổ phiếu nó cũng bị điên, khi mà nó vào trên nó chạy nè, em nói chị mình vào trên nó chạy như ma đuổi luôn, chạy ao mầm đi lên. Trên lưu ý á, đừng có thấy những cổ phiếu tích lũy lâu mà đi ngang như thế này mà chị mình trên nó yếu, quan trọng là thời điểm mà chị mình mua như thế nào. Dù đây là thời điểm bắt đầu em mua nè, thì mình thấy xung lực dòng tiền nó khỏe nè, rõ ràng xung lực dòng tiền quay trở lại nè. Đấy. Một vài cổ phiếu ví dụ như là như BBB đi, BBB riêng con này chỉnh canh mua anh chị đó, chứ không phải điểm bán đâu, kinh trên xuống lên vào chen hết rồi, đa phần dầu ý là vào sóng xung lực nó đi lên như thế này mà chị mình kêu nó gãy nó phân phối làm sao mà được, mới xuất phát đi lên rồi. Mà em nói những con này mà nó bị phân phối ấy, tổ chức mới chính là người họ lỗ nhiều nhất. Còn ví dụ như tài khoản của em đi, ví dụ những con dầu ý em à, cùng lắm dù BVD mình cắt lỗ, BLX mình chốt lại, BVT chốt lại, BVB mình chốt lại là xong, còn tổ chức làm sao họ bán được anh chị đấy. Trên đã xác định nếu cược thì ăn phải ăn chặn lớn, còn nếu sai thì mình làm lại chặn mới đấy. Đó là nguyên điểm, nguyên đó có quan điểm và phương pháp đầu tư trong hệ thống ngân hàng bên em, nó rõ ràng như thế chứ không phải là hai lời với anh chị mà thị trường giảm nó thị trường xấu, thị trường lên nó thị trường cơ hội, không phải như thế anh chị này, lưu ý mọi người ha. Thì đó là cái gì mà em chia sẻ rất rõ đến mọi người, ví dụ một vài cổ phiếu ví dụ như cổ phiếu như Hòa Phát đi, Hòa Phát Baltic cũng đẹp mà không nổ được thì chứng tỏ là vùng trên cao này dòng tiền của tổ chức họ chưa sẵn sàng vào đó, thì tiếp tục trong biên sideways đấy, trên dòng thép thì cũng chưa có nhiều vấn đề mới. Thì đó dòng chứng khoán cũng vậy, quan điểm của em về những cái dòng này nó không thay đổi, dòng bất động sản cũng tương tự như thế, đa phần nó mang sự phân hóa đó. Trên hiện tại mọi người có đóng á thì thứ nhất phải chọn được vào cái sóng dòng, ví dụ em sóng dòng ở đây mình đánh dầu khí đấy, thì mình đã phân bổ hết lót hết thì cái vị thế vùng nền thị trường có rung có lắc thì vị thế tốt nó vẫn cầm bình thường. Cái thứ hai đánh ngắn thì phải chọn là những cổ phiếu kinh trên xung lực mạnh, dòng tiền khỏe xuống đi lên, thì những con này thị trường phân hóa, con nào mạnh nó vẫn đi lên. Còn chị mình đánh ngắn mà chọn những con kinh dưới, những con yếu thì nó vẫn bình thường, nó vẫn không đi lên được, rất là khó để đi lên trong giai đoạn này đấy. Trên thị trường này không phải dễ là thị trường đầu tư, cho nên chị mình phải cần xem lại cái hệ thống bên mình để mình rút ra kinh nghiệm và hoàn thiện cái hệ thống nhiều hơn đó. Thì đó là những gì mà em chia sẻ với tất cả anh chị nhà đầu tư mình trong một cái buổi video ngày hôm nay. Nếu như anh chị mình thấy hay và bổ ích thì anh chị mình có thể để lại giúp em một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em là những buổi video sau tốt hơn và chia sẻ rộng rãi những kiến thức đầu tư đến với tất cả anh chị mình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Ngoài ra ví dụ anh chị mình hãy follow kênh TikTok này và tham gia vào trong cộng đồng. Đấy, đây là một những cái trạng thái, những cái kênh truyền thông mà em hỗ trợ cho mọi người. Ví dụ anh chị nào muốn đồng hành cùng em trong mảng có khách hàng thì anh chị mình liên hệ với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo là 0945 866 915. Cảm ơn anh chị mình rất nhiều. Chúc anh chị mình buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi livestream ngày mai.